con ngủ. Ngủ giờ này mà buôn bán gì trời. Là chị Duyên có hôm qua có giao giấy số cho dì Tư không? Có giao 16 tờ giấy số không? Có. Có hả? Ừ. Hôm qua là bán nó giấy số. Nó mới vô lấy nó đi bán à. À, vậy là hôm qua có lấy giấy số nó đi bán. Nó bán mà hôm kia nó bán mấy gài trà tối với nó đi ngủ cái nó mới gửi giấy số rồi sáng nó vô cái nó lấy nó mới đi bán. Chị Duyên ơi, chị Duyên, đây là cái nơi ở của chị Duyên. Bây giờ mình đừng có kêu nha, để bên đó mình đi là đường bên kia qua coi ông, chị đang làm gì. Mình đi đường dưới được không? Đường dưới đi vòng qua đó được không? Miễn không nè, đường này hôm trước mình đi đấy, miễn nguy hiểm quá. Đi vòng đường dưới kìa. Bây giờ đi đường dưới này nè, đường. Ờ đúng rồi. Đi đường dưới này có đường nè. Đây. Chị Duyên ơi, đi thôi giờ. Chắc đi làm dê chai rồi quá. Con ngủ. Con ngủ. Ngủ giờ này mà buôn bán gì trời. Im lặng, im lặng. Chị Duyên. Chị Duyên ơi. Anh Phúc. Sao ngủ trễ? Trời ơi, ngủ kìa, cái chỗ ngủ kìa chị ơi. Sao giấy chứng minh căn cước gì nó gớt kìa. Sao em điện hỏi chị không được ta? Hết pin hả? Nếu mình ở dưới đây ngủ ở dưới này là không có mụn màng vậy đó hả Phúc? Mũi nó chích chịu gì nổ ta. Trời ơi trời. Nhìn Hải Hùng. Chị Duyên đi đâu vậy? Hả? Rửa mặt. Rửa mặt hả? Giấy căn cước về không chịu cắt Phúc à. Phúc em không chịu cắt Phúc. Điện đâu được đâu. Điện sớm giờ điện đâu được đâu. Nó đi bán vé số mà có thấy đi bán gì đâu. Hả? Ờ à, chị Duyên nói 7 giờ đi bán vé số mà điện không được. Điện hoài hỏi bán ở đâu. Hôm qua thức khuya lắm hả vậy Phúc? Tới mấy giờ? 12 giờ mấy? Rồi lộn rồi ve chai để đâu rồi? Hả? Sao? Bán nhà của Duyên á. Bán rồi hả? Sao bán buổi tối luôn hả? Cửa rồi bán á. Vậy? Cửa rồi 12 giờ mấy thì bán gì? Đánh mua xe đêm mà. Bây giờ là cũng gần 9 giờ rồi. Đúng rồi. Mà anh thấy buôn bán gì đâu. Thì đi đâu mất tiêu nữa rồi. Thì mấy anh em rửa mặt ở đâu hả chị? Dạ. Ở đây nè chị. Ở đây thì thấy chắc không có nước rửa mặt luôn á. Phải đi nhờ nhà của người ta quá. Hai vợ chồng người ở trên người ở dưới gì á. Hôm lụm khuya lắm hả chị? Xuất ra đây nè chị Duyên. Xuất ra đây nè chị.
bị đau cổ họng mà. Cho anh đeo mic vô ai. Cửa cỡ ăn nặng nè. Tối mấy giờ chị mới ngủ? Tối tầm 9 giờ mấy là mình ở nhà mà mình ngủ cứ hồ, cứ ngủ cắn hoài. Lúc nào ngủ phút. Còn phút? Nằm hai vòng nằm gần nhau. Mình nằm trên nằm dưới. Sao? Rồi em đi nhỏm, rồi nằm dưới, cũng nằm cái nơi. Là 9 giờ mấy ngủ rồi? 9 giờ mấy là nằm dưới. Có đi lượm da chai không chị? Sao phút nói lượm tới 12 giờ mấy? Lượm nào 2 mấy? Ngủ đi đừng trong trời. Ngủ nào vậy, đi nào vậy, có đi phải nói nha. Không có thì có nói bạn với bà. Rồi gần chỉ lộn hoài. Rồi chị nói sáng nay bán vé số em điện cho chị, tưởng đâu đi bán em mua em giúp. Còn 16 vé lỡ làm gì đó, ngủ sáng rồi chắc sáng mới ngủ được. Hả? Còn 16 vé lỡ làm gì? Gửi đằng gì đằng đó. Dạ. Lấy bao nhiêu vé? Lấy 60 tờ. Rồi sao mình không để đây mà gửi đằng gì? Sợ mất. Điện thoại chị còn không sợ mất mà chị sợ mất vé số. Còn em cầm coi. Hả? Em sợ mất. Vé số mình nhét vô thùng đại ai đâu biết lấy vé số mình. Lấy điện thoại cũng lấy thôi, lấy vé số làm gì. Tối luôn cũng mở. Ừ? Tối luôn có dám mở coi không? Nói cầm coi chứ mình giật điện thoại lên cắt rồi. Cắt cái lên dấu, cầm để mình. Tại vì chị nói là sáng đi bán em mới điện thoại chị hoài điện không có được. Vì điện không được em mới xuống đây em coi chị có ở đây không nè. Để nói về cái vấn đề mà mướn trọ nữa. Phúc, hả? Bỏ bây giờ kiếm được phòng rồi mà. Kiếm được phòng rồi hả? Kiếm phòng ở đâu? Nhà trọ tên gì chị? Có xin số điện thoại nhà trọ không? Dạ, đó ông nguyên để nhà trọ. Không chịu xin đợi số điện thoại nhà trọ cho em. Như chỗ cầu Hoàng Diệu hả? Không, cầu đó. Cái bên đây hả chị? Dạ. Đây đó xa không? Cầu trên, bên trong cầu trên nè, cầu trên là mình đó. Lội xa không Phúc? Xa. Hả? Xa, lội xa. Bộ người ơi đi xe lắm. Phúc xích ra đây ngồi Phúc. Rồi sao hồi sáng hồi tối điện nói anh cái gì? Rồi dài về biết để bụng đi. Dài. Biết để bụng. Hả? Cái gì? Phúc không hớt tóc lên Phúc. Tóc kìa. Hả? Đi đâu? Lấy vé số lại hả chị? Lỡ. Lỡ đâu? Bây giờ tụi em đi theo chị lấy rồi đi bán luôn. Chị đi bán luôn hay sao? Bán còn 16 tờ. Hôm qua chị ăn cái gì? Cơm. Cơm sinh hay là ấy người ta? Gà. Cơm gà hả? Ăn cơm gà dục ở đó luôn hả? Dục cái hộp ở đó luôn hả? Ôi trời ơi, chỗ... Kia đó. Hả? Luyện nước tốt hồi. Người dốc. Được.
ăn lúc 6 7 giờ chiều. Để lên có tối không? Tối hay sáng? Mua lúc đi là bán giờ là hôm 6 mấy 7 giờ con ăn rồi đi sáng đặt cái 8 giờ đi về. Hôm qua vợ chồng kêu lộn không sao? Bây giờ nói là nói lên mạng là nghe được đó. Vợ chồng kêu lộn không sao? Thì dù tiền bạc không giúp đỡ, con em nó giàu. Tại vì mà luôn được nhiều khi nhiều tiền nào á, vợ em thấy với lại nó hỏi chú là xài hoài kêu hết thôi. Chứ không có đi làm. Nói gì sợ vợ, sợ vợ nghe không? Nói trên mạng là vợ nghe á. Bộ đồ này thấy hôm qua anh mặc là hôm qua này không còn mặc luôn á. Có tắm rửa gì đâu. Đâu có tắm đúng không Phúc? Tắm mà nó cũ rồi. Để tóc bù xù quá không đi hất lên cho nó đẹp trai. Phúc năm nay mới như ta? 28. Hả? 28. 25. 25. Ăn uống dẹp dọn gọn vô Phúc ơi, chỗ mình ở nó hôi lắm. Rồi chị Duyên là chạy đi lấy số đó hả? Đây đó xa không? Nhưng mà đi đường tắt như xa không? Cũng xa là chỗ cầu á. Sắc à? Bây giờ hai vợ chồng là muốn ở dưới này hay là muốn lên trọ ở? Nói cho anh biết. Hả? Cái gì? Hỏi bên Duyên với em sao không bữa chứ á? Cái gì? Chắc ăn nhớ tại nó con gái. Đồng xong. Ý Phúc kêu hỏi ý Duyên á. Duyên ở thì đâu mà Phúc ở đó. Nhưng mà theo tụi em là đi chợ chăn hơn. Tại vì con gái chứ còn mấy mà thường á lộ không biết sao. Phúc gương mặt đẹp trai ghê á. Lấy số lại á hả? Nó sáng đi bán đó, sáng 6 bây giờ đi bán có thấy có điện thoại có thấy gì đâu. Ngủ quá để thấy thì cũng được á. Ngủ đã. Cổ đồ bên đây là của ai vậy? Em đi lộn xộn. Hả? Em vợ phải lộn xộn á. Cái xào đồ của mình đó hả? Trời ơi trời. Phơi đồ chỗ đó đó. Dây đó ai giăng đó Phúc? Dây lúc mà ai chụp xuống cao có sẵn á. Ừ. Nói chung là không biết nói sao luôn á. Sao rồi Duyên đâu rồi? Đây là Phúc chồng của đâu rồi? Duyên đâu rồi? À chưa về hả? Hả? Sao không uống nước suối mà uống xì tin không vậy? Uống nước ngọt không sao chịu nổi?
nói vậy hôm qua còn biết á. Ồ, nhìn cái tướng ngồi kìa. Hai chồng là không biết luôn. Chú nói là sao? Trước đó nhỏ con gái. Nhỏ con gái nó kì kè, nó phường này biết rành mà. Rồi bây giờ đâu mấy, bây giờ là nó đâu có tiêu rồi. Lâu chưa chú? Lâu rồi. Cả năm rồi, mấy tháng nay, hiện năm rồi. Vậy hả? Ờ, tắp đầy ban đêm thì mình không thấy, nó núp vô, mình không thấy được biết. Để con đưa hình chú coi coi giống không ha? Phường biết cái đã. Chờ, chú đợi con tí. Nè phải đây không? Không. Okay. Không phải hả? Không phải. Okay, nó nghiện ba tí thì thấy cắt liền nó mới vô. Còn không phải người này đúng không? Không phải. Người này là mới dọn đây. Người này không biết luôn. Thằng này giờ không biết luôn. Thì nó vô mà lén lúc mình đâu thấy người đây. Đây không phải người này đúng không? Không. Phải. Cái nhỏ kia nó già dặn lắm. Lại nói với em rằng. Ờ. Tại sao mình được? Vậy là mình đưa cái hình ảnh mà có phải là chị Duyên không mọi người? Thì chú này nói là có một người bị nghiện nhưng mà không phải là chị Duyên. Nói này. Ờ cũng khá là đáng mừng ha. Nhỏ kia nó lớn tuổi và dặn lắm. Mà nó thấy lắm, nó nghiện nặng lắm mà. Nghiện nặng lắm. Lâu đó là cái chừng 1-2 giờ về tắm rửa rồi kia rỡ đó. Là chú không dám vô đó luôn? Đâu dám vô. Đâu bụi địa phận đâu vô. Trước là tổ tổ trưởng đây tôi còn ở đây tôi còn nhắc nhở mà tôi đâu thấy đâu. Bên bản cũng địa phận người ta đâu có qua mà đó. Bên đây trà đen là tôi khỏi liền, tôi đâu có sợ đâu. Nhận bệnh đâu phải bộ phận của mình. Cũng là phường nhưng mà khớp khác. Ờ vậy là không phải chị Duyên là cũng mừng con tưởng đâu mà. Nhưng mà cái nó núp lé mình không biết. Lúc đó mình không biết. Là lâu rồi nhưng mà chị này mới dọn đây ở gì nữa. Không biết, lâu qua nó không biết. Thằng này cũng không biết luôn. Ừ. Mới vô đây mình không biết luôn. Còn cô gái mà trước đó chú nói là đã lâu mất rồi ha. Đâu, sợ nhầm khi chết luôn không chừng. Không chết rồi đó, nhưng mà nó đi đâu hay nó đi sao đâu, không thấy nó. Nó quậy lắm, nó quậy. Quậy ở khóm, phường nó biết hết trơn mà. Là chị Duyên có hôm qua có giao giấy số cho dì Tư không? Có giao 16 tờ giấy số không? Có. Có hả? Ừ. Hôm qua là bán nó giấy số. Nó mới vô lấy nó đi bán à. Vậy là hôm qua có lấy giấy số nó đi bán. Nó bán mà hôm kia nó bán mấy ngày trà tối nó đi ngủ cái nó mới gỡ giấy số rồi sáng nó vô cái nó lấy nó mới đi bán. À, vậy là có đi bán giấy số hôm qua ha. Còn lại 16 tờ. 16 tờ mới sách mới vô giờ lấy nó. Hồi nãy con ở bên chỗ sáng đi kiếm con điện hoài coi bán giấy số đằng con giờ con mua. Giờ nãy vòng vòng ngoài chợ đó đó. Dạ rồi mà họ con không thấy. Để rồi phải đi sớm chút xíu nó còn mấy kia vé nè. Dạ đằng con biết đằng con giúp á mà sáng con qua con thấy ngủ. Con thấy ngủ rồi xong rồi là gửi, chạy qua đây. Ngủ rồi gửi giấy số mới vô lấy cái chát. Dám bỏ giấy số cho mình nó ngủ chứ giấc cầu đâu. Nó gỡ đó. Mama sợ là có điện thoại nó còn quan trọng hơn chứ. Ờ nó gỡ đó. Dạ. Mới vô lấy nó đi bạc. Mới vô lấy cái chát mà mới đi dạ. Ra đưa chợ đó 15 phút đó chị cho vô rồi đi vô à vô đó. Dạ con cảm ơn chị Tư. Dạ nãy em mới chạy vô nhà chị nè. Em tính chạy vô rước để cho rước chị đi ra rồi sáng chưa ăn gì lội sức mồ hôi hết rồi kìa. Đâu cho em mượn coi vé số với còn nhiêu tờ? Còn 16, nãy bán được 3 tấm còn 13. Nó ngày 14 nè. Nãy em bán được 3 tấm rồi hả? Còn 13 tờ. Ở trong đó là cái gì chị? Điện thoại thôi với cục sạc. Với chút bán rồi để. Ở đó điện thoại hết pin hay gì? Dạ. Thấy mình thấy mình tò tự vô á. Mặt mày xanh xao kìa. Nhưng năm nay ba mấy tuổi? 34. 34 tuổi. Sao mà em muốn hỏi chị là sao mà chị biết cái gầm cầu này mà chị sống vậy? Đi lượm ngang đây á. Ờ. Rồi lúc thấy người ta có tre ở dưới đó sẵn đây chắc chứ có người ở. Lúc trước là có người ta chích ở dưới đó đó? Có. Chú có thấy cái mấy cái ống chích thuốc á. Mà em muốn đi cũng sợ đậm mấy cái kim đó. Có kim không? Có kim. Mà
chợ nằm kế cái cột dưới đó, có mấy cây cái ống gì đó làm gì sợ rạp cái phim. Sao mà chị không trà chân đồ lại nữa cho trà nó? Trà rồi mình đã lụm nó cũng gì. Rồi những cái chân của chị rồi. Lúc trà nó cũng gì, nó ướt thì không sao mà khô là nó bị gì. Rồi bây giờ như thế này. Ừ, sáng nay em tính lại là coi chị đi bán vé số ở đâu để em biết em quay để hỗ trợ mọi người có thể giúp được cho chị. Ừ. Bây giờ sáng tại sáng nay hôm qua không biết sao là sáng nay thức trễ quá, vô kêu không biết luôn. Thì bây giờ chị đi bán vé số đi. Rồi lại chủ nhà trọ đó. Xin cái số điện thoại chủ nhà trọ cho em, gửi số đó qua cho em. Rồi cái nhà trọ đó tên gì nói cho em. Em gặp chủ nhà trọ đó rồi mấy giờ đó, khoảng 10 giờ, 11 giờ gì đó. Lại nhà trọ đó, chị em với chị đồ Vũ Phúc gặp chủ nhà trọ đó, ba người gặp với nhau. Rồi em sẽ thuê em nói em mướn cho. Được không? Được thôi, bây giờ sáng nay đi, hai giờ chồng đi ăn cái gì đi. Đi mặt mày xanh xa còn tiền ăn không? Còn. Còn đúng không? Đâu bán số qua được tiền đâu chị. Đâu cho em coi coi. Này gì thẻ cào đâu đây nữa nè. Mua để nạp tiền. 400 420. 420 là bán được 42 tờ. Hôm qua bán 4 còn 16 tờ, tối đến còn 16 tờ tại lấy tiền mua đắp vô mua cơm á. Là mua cơm nữa là còn lại 420 đúng không? Hôm qua bán được nhiêu tờ chị? 43 tờ, 44 tờ. 44 tờ là 440. Mua hộp cơm 20.000. Hai vợ chồng ăn hộp cơm thì sao? Hai chồng em ăn hộp. À, hộp cơm đêm mà ha. Rồi bây giờ cầm tiền này đi. Rồi chiều bán vé số tiếp, trưa khoảng 11 giờ đi, chị em mình gặp nhau. Dạ. Tại nhà trọ ha. Dạ. Nhớ sạc pin điện thoại để em điện, để em điện hoài điện không được. Dạ. Bán. Thôi bây giờ đi bán đi. Dạ. Rồi bây giờ để vậy để cho mọi người biết, để cho mọi người biết rằng là tin tưởng cho chị, để mà chị có đi bán vé số thật sự chứ không phải là chị không có đi bán, chị vẫn có sự cố gắng ban đầu nữa mọi người. Nói chung là mong chị là sẽ có sự thay đổi, cố gắng bán đi. Khoảng 11 giờ chị em gặp lại ha.